Vui được gặp lại các con trong tiết hoạt động trải nghiệm. Chủ đề 4: Truyền thống quê em tuần 13. Để hưởng ứng hoạt động giữ gìn truyền thống quê em, cô đố các con có thể kể tên các truyền thống tốt đẹp của quê hương mà các con được biết. Thời gian 30 giây bắt đầu. Cô tin chắc rằng các con sẽ kể được rất là nhiều truyền thống tốt đẹp của người dân chúng ta nè. Và sau đây là một số gợi ý về truyền thống tốt đẹp đáng tự hào của dân tộc Việt Nam chúng ta, như là truyền thống yêu nước nè, truyền thống bất khuất chống giặc ngoại xâm, hay như là truyền thống đoàn kết, truyền thống nhân nghĩa. Ngoài ra thì chúng ta cũng rất tự hào về truyền thống cần cù lao động, cũng như là truyền thống hiếu học và truyền thống tôn sư trọng đạo nữa đó các con. Và một cái điều mà chúng ta rất là tự hào nữa đó chính là truyền thống hiếu thảo. Điều này cô tin rằng là tất cả các gia đình ai cũng sẽ hiểu được cái truyền thống này và thực hiện rất là tốt. Và qua đây cô cũng giới thiệu với các con bài hát Bầu Và Bí, chúng ta cùng lắng nghe. Qua bài hát các con vừa nghe, các con hãy giúp cô nêu ý nghĩa của bài hát. Theo các con, tác giả gửi gắm lời khuyên gì cho chúng ta vậy? À, đúng rồi đó các con. Tuy Bầu và Bí khác giống, nhưng chúng cùng sống chung trên một cái giàn. Vì vậy, chúng rất là biết yêu thương nhau. Và qua bài hát này, tác giả muốn khuyên chúng ta, dù chúng ta ở mỗi gia đình riêng và cuộc sống riêng, nhưng chúng ta gặp nhau dưới một mái trường thì chúng ta hãy biết chia sẻ, yêu thương và giúp đỡ nhau đó các con à. Qua bài hát thì các con còn biết ca dao, tục ngữ hay bài thơ, bài hát nào nói về truyền thống tương thân tương ái của nhân dân ta nữa không? Cô mời các con cùng suy nghĩ nào. Cô nghĩ rằng là các con sẽ nêu được rất nhiều câu ca dao, tục ngữ cũng như là bài hát nói về tinh thần tương thân tương ái của nhân dân ta. Và đây là một số gợi ý của cô. Như là câu ca dao, nhiễu điều phủ lấy giá gương, người trong một nước phải thương nhau cùng. Hay câu ca dao, lá lành đùm lá rách ít đùm lá rách nhiều. Thương người như thể thương thân, một con ngựa đau cả tàu bỏ cỏ. Hay là một số bài hát như là Người là niềm tin tất thắng, Ta tự hào đi lên ôi Việt Nam. Và còn rất nhiều bài hát khác nữa các con à. Không những vậy, ở trong các bài thơ cũng có rất nhiều bài thơ hay nói về tình yêu thương của nhân dân ta. Các con cùng tìm hiểu thêm sau tiết học này nhé. Và bây giờ các con hãy cùng quan sát lên màn hình và nêu những khó khăn mà các nhân vật trong tranh gặp phải. Ở bức tranh thứ nhất, có một ông lão đang ngồi trước nhà với gương mặt rất buồn, buồn rười rượi các con à. Và ông nghĩ, giá mà mình có con cháu thì sẽ vui lắm. Ở bức tranh thứ hai, đó là hình ảnh các em bé đang nằm viện và được sự chăm sóc tận tình của bác sĩ. Tuy nhiên, có một em bé mặt rất là buồn. Và ở bức tranh thứ ba, đó là hình ảnh ngôi nhà đang bị tốc mái này các con và các đồ vật đang bị rơi vương vãi khắp mọi nơi. Và với gương mặt của những người trong bức tranh thì rất là buồn các con. Còn ở bức tranh thứ tư, đó là hình ảnh một cậu bé đang đẩy người bạn mình trên xe lăn. Và các con hãy giúp cô nêu những khó khăn của các nhân vật trong từng bức tranh nào. Cô mời các con suy nghĩ trong thời gian 30 giây các con nhé. Và
chúng ta bắt đầu nào. Và bây giờ, các con cùng lắng nghe những gợi ý của cô, xem gợi ý của cô có trùng khớp với suy nghĩ của các con không nha. Chúng ta cùng quan sát lên bức tranh thứ nhất. Qua bức tranh, chúng ta thấy rằng khó khăn ông lão gặp phải đó là ông lão không có con cháu. Ông lão sống một mình và cuộc sống của ông lão sẽ rất là buồn. Còn ở bức tranh thứ hai, bạn nhỏ của chúng ta đang gặp phải khó khăn gì đây ta? Và các con cùng quan sát xem gợi ý của cô nha. Đó là bạn nhỏ đang bị ốm đó các con. Và bạn nhỏ bị rụng hết tóc. Đây là một cái điều rất là buồn đúng không các con? Tự dưng mình đang bình thường, bây giờ đầu của mình bị rụng hết tóc như vậy thì có lẽ là bạn nhỏ sẽ rất là buồn đây. Bạn nhỏ thật là đáng thương phải không các con? Còn ở bức tranh thứ ba, quan sát trong tranh, chúng ta có thể nhận ngay ra được rằng các bác nông dân vừa trải qua một cơn bão rất là lớn và ngôi nhà của các bác nông dân đã bị đổ và hư hại rất là nặng nề. Và đây là một trong những cái thiệt thòi rất là lớn của người dân chúng ta hàng năm, năm nào cũng gặp phải đó các con. Và ở trường chúng ta năm nào cũng có những đợt quyên góp để ủng hộ cho người dân khi gặp bão lũ đó các con à. Và ở bức tranh thứ tư, quan sát trong tranh thì chúng ta có thể thấy được rằng là bạn nam đang rất là vui vẻ khi mà được giúp đỡ bạn nữ. Có thể là bạn nữ bị đau chân nè, hoặc là chân của bạn đang bị băng bó mà bạn không có thể di chuyển được nên bạn cần sự trợ giúp của một người khác. Và có một điều cô cảm thấy rất là vui ở bức tranh này, đó là gương mặt rất là rạng rỡ, rất là tươi vui của bạn nam khi mà giúp đỡ được bạn của mình. Điều này rất là đáng tuyên dương đúng không các con? Qua những hoàn cảnh mà chúng ta đã tìm hiểu trong tranh thì các con hãy cùng chia sẻ về một người có hoàn cảnh khó khăn ở gần các con, hoặc là các con được biết qua báo đài, TV. Cái này các con hãy cùng thảo luận cùng người thân trong gia đình của mình nhé các con. Và đây là một số gợi ý của cô. Các con hãy nêu tên của người đó nè, nơi họ đang sinh sống và những khó khăn mà họ đang gặp phải. Vì đây là tiết học trực tuyến nên cô mong rằng các con sẽ cùng chia sẻ điều này với những người thân trong gia đình của mình các con nhé. Và bây giờ cô cùng các con đi vào hoạt động xây dựng kế hoạch giúp đỡ những người gặp hoàn cảnh khó khăn. Và đây là một số gợi ý của cô. Các con cùng quan sát lên màn hình. Thứ nhất, đó là các con định giúp đỡ ai? Và người đó gặp những khó khăn gì? Rồi, các con định làm gì để giúp đỡ người đó? Và thời gian thực hiện việc giúp đỡ người đó như thế nào? Ngoài ra, thì các con sẽ phân công nhiệm vụ cho từng người trong nhóm ra sao? Và các con cần chú ý gì trong quá trình giúp đỡ người? Và trên đây là cái phiếu thảo luận của cô nè. Cô ở cái phiếu thảo luận này cô soạn ra làm 4 cột. Cột thứ nhất đó là cột việc làm. Cột thứ hai của cô đó là cột thời gian. Cột thứ ba là người thực hiện công việc đó các con. Và cột thứ tư đó là người sẽ hỗ trợ trong cái việc giúp đỡ người khó khăn đó các con à. Và các con dựa vào cái phiếu thảo luận này, các con hãy cùng lập ra cho mình một kế hoạch cụ thể các con nhé. Và trên đây là kế hoạch giúp đỡ gia đình bác Nguyễn Văn A. Cô mời các con cùng hướng mắt lên màn hình. Ở cái cột việc làm nè, là
họ sẽ gây quỹ giúp đỡ. Và thời gian thực hiện cái việc này là ở tháng 12 đó các con. Và người thực hiện sẽ là cả lớp dưới sự hỗ trợ của giáo viên chủ nhiệm. Và việc làm nữa đó là quyên góp quần áo, sách vở cũng như là đồ dùng học tập, và thực hiện vào tuần 4 của tháng 12. Và cả lớp sẽ cùng thực hiện điều này dưới sự hướng dẫn của giáo viên chủ nhiệm. Và điều cuối cùng là sau khi gây quỹ giúp đỡ rồi nè, rồi quyên góp quần áo, sách vở, đồ dùng học tập thì cô trò sẽ cùng đến hỏi thăm, tặng quà gia đình của bác Nguyễn Văn A. Và thời gian để thực hiện điều này đó là sau giờ sinh hoạt lớp cuối tháng 12. Và chắc chắn là sẽ có cả lớp cùng đi. Và trong cái đợt đi này, ngoài cô giáo chủ nhiệm thì còn có ban đại diện cha mẹ học sinh nữa đó các con. Qua bài học này, cô mong rằng các con sẽ luôn yêu thương, giúp đỡ và luôn biết chia sẻ cùng với mọi người xung quanh mình. Vì đây là một cái đức tính rất là tốt và cần được lan tỏa, cần được cho đi. Vì giúp người thì cũng giống như là mình đang giúp mình vậy đó các con. Trong cuộc sống cũng có lúc mình sẽ gặp khó khăn và cần sự giúp đỡ của người khác. Vì vậy cho nên các con hãy cứ cho đi, rồi chắc chắn các con sẽ được nhận lại. Nhận lại điều gì các con biết không? Đầu tiên đó chính là niềm vui khi mình được giúp đỡ người khác, đúng không nào các con? Và ngoài ra thì mình được nhận được đó là ánh mắt, đó là nụ cười và hạnh phúc của người mà mình giúp đỡ. Như vậy rất là hạnh phúc đó, đúng không nào các con? Và cô mong rằng là tất cả chúng ta sẽ biết lan tỏa cái điều này để cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn các con nhé. Tiết học của chúng ta đến đây là kết thúc rồi. Cô chào tạm biệt và hẹn gặp lại các con ở những tiết học sau.